新地の高森の明天的卡子观念 Double Wish Way。我们来进进来了，明仔安特，满东满东，明仔比蒙昂比满东啦。bún đào mắm tôm thôi nhá, nhưng mà mình không thích bún đào mắm tôm nhá, tại vì là có mùi nhiều nhá, tùy nhá. Nhưng mà bây giờ mình sống ở Việt Nam 6 năm rồi nhá, nên mình trở thành thổ địa rồi nhá, đúng không? Nhưng mà vẫn còn không thích mắm tôm nữa. Sau khi đến Việt Nam mình không thể ăn được nhá, bây giờ là ăn được nhưng mà không phải thíchvị mắm tôm này nhá. Hôm nay mình sẽ tạo ra món ăn mới nhá. Món ăn được sử dụng mắm tôm nhá. Mình sẽ tìm ra món ăn hợp với mắm tôm. Mình là người Nhật Bản nhá, nên mình thích món ăn Nhật Bản. Hôm nay là sử dụng món ăn Nhật Bản nha. Đổ buồn ngứa tại vì là cơ thể của mình là từ trời mười mắm tôm nè, kết quả là buồn ngữ nè. Ôi... ok rồi, đầu tiên là ăn thử sushi và mắm tôm là nem. Lần này làbỏ nước tương. Đầu tiên là cái cá hồi. Yes, sẵn sàng chưa? Rồi. Đây, ok nha. Là nhiều thiếu ngon hả? Nhiều. Đây. Không có hương vị cá hồi á, không có sushi á. Hôm nay mình ăn sushi hả? Chỉ hương vị mắm tôm thôi á. Mắm tôm thôi. Mặn quá. Bọn chị là mình rất thích sushi á. Là mình thích sashimi sushi á. Nhiều người Nhật Bản thích là cá som nè. À, cá hồi đó là hòn hộp nè, với mắm tôm nè. Cơm của sushi là có giấm nè, nên cơm này là hơi ngọt nè, là nhưng mà đổ giấm rồi, vị giấm và vị cơm là hợp nhau nè, nên kết quả là rất ngon nè, có harmony nè. Sau khi ăn sushi thì có âm nhạc trong miệng nè, cơm có mắm thì mình là mắm tôm thôi, không có hương vị sushi. Mắm tôm là tôm, cái này là tôm, cái chấm là hợp nhau, nhưng mà vốn dĩ là hương vị giống nhau nè. Mắm tôm tiếp theo là cái này là mochi daifuku nè, nhiều người nhạc á là rất thích mochi nhé. Là khi Tết ở Nhật Bản nhé, là thường ăn mochi nhé, chắc chắn nhé. Trước khi ngày Tết nhé, là nhà ông bà nhé, là làm mochi nhé. Rất ngon nhé. Mochi thì mochi và cái này là mắm tôm. Thơm. Là nhiều thì chắc chắn là chỉ có hương vị mắm tôm thôi nhé. Chút xíu thôi. Đúng là đại phúc à, mochi đại phúc nè, đại phúc là rất ngọt nhá, cái này rất mặn nhá, nem. Cái này hộp nhau sẽ trở thành nè 50%, đúng là ngon, nhưng mà không ngon dở nè.
Bây giờ là có vẻ già hơn nữa. Mọi người ơi, mệt lắm đây ơi, mệt lắm đây. Cuối cùng là NATO, mọi người biết NATO không? NATO là sản phẩm đặc biệt đó. Cái này cũng có mùi đó. Giống như là hương vị hư. Tại vì là cái này là được lên men. Nghe nói là nhiều người nước ngoài á không thích NATO này nhá. NATO như vậy đối với người Nhật Bản thì chắc chắn rất ngon. Cái này cũng được lên men nữa. Cũng được lên men. Chắc chắn hợp nhá. Cái này là có mười á. Cái này có mười á. Kết quả là không có mười. Khi NATO có nước sốt nữa cho NATO nè. Nhưng mà cái này là không có. Nếu không có thì sử dụng là nước tương Nhật Bản nha. Tại NATO chưa. Đổ nước sốt nhá. Sau đó là trộn nhá. Nhìn. Yeah, ok. Bây giờ mình hấp dẫn nè. Có mùi NATO, có mùi NATO. Không có mùi. Thì có mùi á. Có 10 nhưng mà 10 mâm tôm, 10 nắc to được giảm nè. Hấp giảm nè. Yeah. Nhiều lắm nhá, chậm tới. Bí mật nha. Đừng nhìn. Cái này là món ăn truyền thống Nhật Bản. Ăn thử nha. Ngon rồi. Tại sao ngon? Mình mới biết nha. Wow, vị đậu natto á và mắm tôm là hợp nhau. Khi ăn natto thì chắc chắn cũng ăn cơm nhá, cơm trắng nha. Chuẩn bị rồi là cơm nha. Là bây giờ là là chắc chắn là mắm tôm là nhiều hơn nè. À, vẫn hả? Hơi ngon. Không phải quá ngon nè. Siêu ngon. Không phải siêu ngon. Thêm nước mắm nè. À thêm mắm tôm nè. Không có 10 natto nữa. Chỉ có mắm tôm thôi à. Vẫn còn có vị đậu natto nữa. Hiểu rồi. Kết quả là mặc dù ăn được nhưng mà không phải siêu ngon. Hiểu rồi, khi nấu ăn cơm chiên thì sử dụng mắm tôm là chắc chắn ngon nè. Giống như là vị cơm chiên hải sản nè. Và bên Nhật Bản cũng có cơm chiên natto nè. Khi đó mắm tôm này nè thì có thể là ngon nè. Khi ăn natto thì cũng sử dụng hành lá nè. Nên bây giờ cũng sử dụng hành lá thì có thể là hơi ngon hơn, hơi ngon nè. Cái này là ví dụ là mức độ 1 nhé. Nếu có hành lá chút xíu thì mức độ 2 nhé. Nhưng mà ăn được nhé. Tại vì là sushi nhé. Sushi và mắm tôm là không ăn nữa nha. Không ăn nữa được nhé. Cái này daifuku là mochi là không muốn nè. Không bao giờ ăn nữa nha. Cái này là sẽ làm gì? Nếu mọi người biết cách sử dụng mắm tôm này tốt hơn, ngon hơn là cái gì? Chỉ cho Kazu nha, hãy viết comment nha. Kết quả là Kazu chưa trở thành thổ địa nha. Ây à, tùy mà ngon. Có thể okay. Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Bye bye, cảm ơn đã xem chương trình này nha. Bye bye.